đây là chương trình bên dòng thời sự được phát hình trên đài IBC băng tầng 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về một vài vấn đề có tính cách thời sự. Tuy nhiên trước khi bắt đầu thì tôi cũng để cho cái không khí nó vui tươi một tí xíu và có vẻ nó khôi hài một tí xíu. Thì tôi xin có một vài cái câu chuyện. Thứ nhất là một cái câu chuyện có thể nó gây chấn động về cái ngành du lịch ở bên Việt Nam là giữa đại Hàn tức là xứ à, Nam Triều Tiên đấy và Việt Nam có ký một cái thỏa thuận ở bên đại Hàn đã chấp thuận cho công dân của nước Việt Nam được du lịch qua cái một phần một cái tỉnh gọi là nhỏ của Hàn Quốc mà không có cần cái visa tức là người Việt Nam có cái hộ chiếu đàng hoàng thì có thể đi trên một cái chuyến tàu bay mà do một cái hãng Hàn Quốc thuộc cái tỉnh Văn Vong là nó tổ chức và cái sự thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và bởi Hàn Quốc thì nó cái chương trình này nó được bắt đầu thi hành coi như thí điểm là 4 tháng tuy nhiên mãi đến gần giữa tháng 10 thì nó mới được xúc tiến tuy nhiên À, không được bao lâu thì trong cái số cái đoàn người du khách đấy thì có trên một trăm người à, khi đi qua đến nơi thì mất liên lạc và đại hàng thì họ cho rằng muốn được à, đi du lịch và miễn cái visa nhập cảnh này thì một cái đoàn phải từ năm người trở lên và do một cái công ty lữ hành có uy tín của Việt Nam tổ chức và cái nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái có khoảng trên 100 người thì cũng có rất là nhiều cái đoàn thì sau khi đi qua đến Đại Hàn thì họ mất tích luôn và cho đến chiều ngày 25 tháng 10 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới là xác nhận cái tin tức này dù rằng trước đó thì người ta đã thấy rằng trên mạng xã hội nó rất là bát nháo về cái tin tức này và nó làm cho những nhà tổ chức và chính phủ Việt Nam trở nên bối rối À, tuy nhiên cái việc này thì chúng ta thấy rằng từ trước à, Trước khi mà bà chủ tịch quốc hội là bà người đẹp ở Việt Nam đấy Là đi qua Đại Hàn để công du Và trong cái chuyến bay của bà thì có rất là nhiều người Cùng các cái doanh gia, các cái người tổ chức các cái tour du lịch Đã cho một số các doanh gia đi theo và trong số này đã có một số người trốn lại và cho đến hôm nay thì có thể số người này cũng chưa có được uh, cho đi về và người ta thấy rằng là cái việc mà chính phủ việt nam rêu rao rằng là ở việt nam bây giờ cái tình hình rất là ổn định thì người dân thì không có cần gì phải đi đâu cả nhưng mà thật sự ra người dân việt nam thì khi mà họ có điều kiện thì họ sẽ trốn ở lại nước ngoài vì rằng là với những cái tình hình kinh tế và chính trị ở trong nước nhất hạn là cái sự phân biệt và một cái sự trên lệch giữa cái thu nhập của các cái giới giàu và nghèo nó rất là khác xa và người Việt Nam đã coi như là dễ nghe theo cái tiếng gọi nghĩa là làm ít mà hưởng nhiều không có cần cái cái sự hiểu biết cao về các cái khoa học kỹ thuật thì có thể là đi kiếm được công việc ở nước ngoài rất là lương cao như là đi qua Campuchia để làm các cái sòng bài nhưng vì thật đó là một cái sự trá hình của cái bọn buôn người và đấy cũng đem lại một cái một cái sự nhức nhối cho cái chính quyền Việt Nam đó là thứ nhất thứ hai thì ít người để ý rằng là trong cái việc mà bổ nhiệm ba ông bộ trưởng mới là trong đó có một bộ trưởng y tế tức là bà Đào Hồng Lan. Bà Đào Hồng Lan thì thật sự là một người có chuyên môn về à, kinh tế và bà ấy có bằng về thạc sĩ kinh tế và các cái chức vụ kinh qua của bà là bà làm về các cái vấn đề về à, đoàn thể và sau đó được đề bạt có lúc bà lên đến làm bí thư tỉnh và bà được tạm thời đưa về làm bộ trưởng bộ y tế. Nhưng mà đến nay quốc hội đã nhóm họp và chính thức cử bà là bộ trưởng bộ y tế. Thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam một cái bộ mà đòi hỏi một chuyên môn cao. Thứ nhất là phải hiểu biết về y học. Thứ hai là phải có trình độ về quản lý. Tuy nhiên thì có thể bà Bạch Đào Lan bà có trình độ về quản lý nhưng mà thật sự về chuyên môn thì bà không có. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cử bà làm Bộ trưởng Y tế. Thì việc này đã cho thấy rằng là ở Việt Nam người ta chỉ trọng về cái độ hồng và chuyên hơn là cái hơn là chuyên cho nên có nhiều cái chức vụ có nhiều cái cái bộ môn mà trong đó người ta đưa vào cái người đảng viên và những đảng viên này được tin tưởng chứ không phải do cái sự chuyên môn mà người này cần thiết để đề cử Dạ, yeah. à, bây giờ chúng tôi đi vào một cái phần mà có thể nó hấp dẫn là đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc đã, đã kết thúc mới vừa đây và trong cái kỳ đại hội này thì nó đã có những cái vấn đề mà chúng ta có thấy trước mắt Thứ nhất là vị tổng bí thư được đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba và cái điều này cũng chưa có hẳn nói rằng là sau nhiệm kỳ thứ ba thì ổng sẽ không có nhiệm kỳ thứ tư, thứ năm nếu cái sức khỏe và cái cái không còn sống điều này nói lên ra một cái việc rằng là các cái người lãnh đạo cộng sản thì thật sự ra sau khi mà họ làm một những cái cuộc cách mạng họ cho là cái cuộc cách mạng để mang lại cho những cái 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 điều mà có lẽ là tân tiến mới mẻ à, tôn trọng cái quyền của con người nhưng mà kỳ thật khi mà họ đã nắm quyền thì chúng ta thấy rằng họ còn bảo hoàng hơn vua và các cái vị lãnh đạo của đảng, đảng cộng sản thì họ nghĩ rằng là khi họ không còn tại chức thì cái việc điều hành của đất nước không thể ai thay thế họ được hết và họ phải ở lại và ở lại cho tới cuối đời thì mai ra họ mới đưa cái đất nước của họ tiến lên một cái tầm cao mới hơn là họ chỉ làm hai nhiệm kỳ nhưng phần lớn đa số các quốc gia trên thế giới chỉ có ở Philippines thì chúng ta thấy rằng tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ mà thôi Thì dĩ nhiên cái nhiệm kỳ đó có thể kéo dài hơn Và trong cái cái đại hội của đảng Cộng sản lần này Thì ngoài những cái việc mà thay đổi các cái chức vụ Các cái quỹ viên bộ chính trị Những cái người nào không ăn phe cánh nhiều Thì họ cho xuống để họ đưa những người của họ lên và trong cái lần này thì chúng ta thấy rằng sau cái buổi mà bế mạc thì có một cái chuyện mà có thể nói cho đến bây giờ cũng gây nên một cái sự bàn luận rất là sôi nổi ở trên thế giới đó là cái việc mà ông hồ cẩm đào bị điêu ra khỏi cái cuộc họp trước khi mà bắt đầu cái cuộc họp thì chúng ta thấy rằng là ông đã bị hai cái người coi cái video thì chúng ta thấy rằng là hai cái người à, của cái ban tổ chức có thể nói là an ninh là mời ổng lên và cái việc mời đi thì ổng rất là vùng vằng ổng không muốn đi tuy nhiên giải thích cái việc này thì người ta cho rằng là ở thông tin của chính phủ trung quốc thì cho rằng là vì rằng là cái tình trạng sức khỏe của ông tuy nhiên nếu đó là tình trạng sức khỏe thì theo tôi người ta đã không để cho ổng vào dự đến giờ phút chót và cái việc Nghĩa là những cái phim đó quan cảnh chiếu lại thì cho thấy rằng là Ông đã dùng dằn không muốn đi Và sau đó ông có nói vài lời với lại Ông Tổng bí thư của đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng mà với một vẻ mặt lạnh lùng Và ông này đã bị lấy đi các tài liệu và được điều ra khỏi cái phòng họp Thì điều này các cái người bình luận cho rằng Đây là cái thời phút mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và người lãnh đạo của nó là ông Tổng Bí Thư đã nói lên rằng là các cái vị mà gọi là Thái Thượng thời xưa các cái người mà lãnh đạo cũ kể từ bây giờ sẽ không còn coi như là những người mà được ở lại và coi như là làm cố vấn cho các cái vị lãnh đạo đang ở hiện tại và cái thời đại của các ông đã chấm dứt và sau đó sau khi bế mạc thành công thì bây giờ chúng ta được tin rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc qua lời mời của nhà nước hay là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi qua thăm chính thức. Nghĩa là qua thăm chính thức tức là được đón tiếp theo những lễ nghi quân cách và đây là một người thượng khách. Và trong cái cuộc họp lần này nếu sẽ xảy ra vào ngày 30 tây tháng 10 tới đây kéo dài trong 4 ngày thì người ta không biết rằng là cái cuộc họp giữa ông Trọng và ông tổng bí thư của Trung Quốc sẽ nằm trong các chủ đề gì và nó có sẽ đưa tới những cái việc ký kết các cái hiệp ước như là hiệp ước thành đô trong tương lai hay không thì chúng ta chưa biết và cái phái đoàn của tổng bí thư Việt Nam thì không biết gồm có những ai và cái sự ra đi của ông Trọng lần này đã đánh dấu cái việc gì ở trong quốc gia của Việt Nam sắp tới đây thì chúng ta sẽ chờ và xem. À, kính xin quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo. Xin cảm ơn.